Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin sáng nay, mời quý vị cùng điểm qua. Nông dân các xã vùng cao huyện Tân Hưng phấn khởi khi nước lũ tràn đồng. Không có sổ đỏ, người dân gặp khó khăn trong cuộc sống. Tin thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá cao triển vọng tăng trưởng của châu Á Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân quyền Tân Trụ vừa tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp với chủ đề Tiến độ thi công và giải ngân các công trình đầu tư công năm 2022. Các đại biểu đã thẳng thắn chất vấn Ủy ban Nhân dân quyền và các ngành liên quan một số nội dung trọng tâm như giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục đầu tư dự án, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân tại một số công trình thấp. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề cập đến vấn đề giám sát thi công nghiệm thu để đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và phát huy hiệu quả sử dụng. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quyện, các ngành chuyên môn quyện đã giải trình làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, xác định cụ thể lộ trình thời gian hoàn thành từng công trình. Phát biểu tại phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyện Tô Văn Cư yêu cầu Ủy ban nhân dân quyện, các ngành chuyên môn quyện triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp mang tính khả thi cao, với quyết tâm đến cuối năm, các công trình hoàn thành theo tiến độ, đảm bảo chất lượng và giải ngân các công trình đầu tư công năm 2022 đạt 100% kế hoạch đề ra. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về bộ tiêu chí xây dựng huyện xã nông thôn mới, ấp nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai một số nội dung về việc ban hành Bộ Tiêu chí huyện Nông Thôn Mới. Bộ Tiêu chí huyện Nông Thôn Mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025. Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới và quy định xét công nhận thu hồi quyết định công nhận ấp đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025. Theo bộ tiêu chí mới này, thì đến nay toàn quyền Châu Thành có 12 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 trên 12 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân quyền Phạm Văn Thần yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát cụ thể từng tiêu chí theo bộ tiêu chí quyền xã áp nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao do Quỹ ban Nhân dân tỉnh ban hành để tập trung thực hiện, nhất là các tiêu chí khó để phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng nâng chất, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Bến Lức phối hợp với Trung tâm Quyết học truyền máu bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tiếp nhận máu tình nguyện đợt 3 năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện. Đợt này có khoảng hơn 200 tình nguyện viên đã cán bộ, công viên chức và người lao động tham gia hiến máu qua kiểm tra khám sàng lọc. Kết quả, ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận 187 đơn chỉ máu. Được biết, từ đầu năm đến nay, ban chỉ đạo dần động hiến máu tình nguyện huyện Bến Lức đã dần động hiến được 610 đơn chỉ máu, góp phần giúp đỡ người bệnh trong công tác điều trị, nhất là các trường hợp bệnh nặng, phẫu thuật cần nhiều máu. Thưa quý vị, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cần Duộc vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyện đạt hơn 126 tỷ đồng, với 2.600 lượt khách hàng chay. Tổng dư nợ đạt gần 357 tỷ đồng, tăng khoảng 67 tỷ đồng so đầu năm. Hoàn thành trên 99% kế hoạch năm. Tăng trưởng dư nợ tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng diệt, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Những tháng cuối năm 2022, ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội quyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo triển khai tốt các gói tín dụng mới theo nghị quyết 11 để đảm bảo cho dây đúng đối tượng phát huy hiệu quả thời gian qua các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Long An không ngừng nỗ lực hỗ trợ giúp đỡ người dân an cư lạc nghiệp và ổn định cuộc sống tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn hàng chục hộ dân tại khu dân cư Long Hậu thuộc ấp 3 xã Long Hậu huyện Cần Chuột đang gặp nhiều khó khăn vì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chuyển sang một số thông tin khác. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải lùi thời điểm bắt buộc các cơ sở đào tạo cấp giấy phép lái xe phải lắp đặt cabin điện tử để cho học viên tập lái trên mô hình mô phỏng. Theo Cục Đường bộ, thực tế hiện nay chưa có đơn chỉ nào có đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm cabin học lái xe ô tô, chưa có sản phẩm được chứng nhận phù hợp quy chuẩn, chưa có sản phẩm được công bố hợp quy để cung cấp cho các cơ sở đào tạo. Việc lùi thời điểm áp dụng cabin điện tử trong các trung tâm dạy lái xe là để các đơn vị nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp trong nước có đủ thời gian đưa sản phẩm đi thử nghiệm, các cơ sở đào tạo có đủ thời gian thực hiện. Thưa quý vị, những năm gần đây vào mùa lũ, nước ở thượng nguồn đổ về rất ít đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân ở những vùng gò cao thuộc ba xã biên giới Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà, huyện Tân Hưng. Tuy nhiên năm nay, những cánh đồng này đã được ngâm lũ nông dân rất vui mừng. Xã Hương Điền có khoảng 1.300 hectare đất sản xuất lúa nằm ở khu vực gò cao. Từ nhiều năm nay, ít khi được lũ ghé thăm, thì nay nước đã bắt đầu tràn đồng, độ sâu từ 30 đến 50 cm. Ông Võ Văn Dựa cho biết, lâu rồi 8 hectare đất của gia đình không được ngâm lũ để rửa trôi mà móng sâu bệnh, bờ đắp phù sa nên việc sản xuất gặp nhiều khó khăn. Năm nay nước lũ dâng cao, tràn vào đồng ruộng nên ông rất phấn khởi. Năm nay thì ngập thấy cũng phấn khởi rồi, rồi, rồi hết chuột bọ rồi cũng không có mầm bệnh mầm năm nay chắc bà con mình ở đây phấn khởi mà thấy lũ lên được, được cũng mừng do năm nay nước lũ về lớn ấy, cộng với mưa nhiều cho nên là các cái cánh đồng ngoài cái khu vực xả lúa ra thì hiện nay các cánh đồng trên xã là nước đã lên đều hết trên các cánh đồng à, theo cái nắm thông tin chung thì mình thấy bà con rất là phấn khởi bởi vì cái thứ nhất nước lên cao như thế thì nó sẽ rửa được phèn rồi các cái loại côn trùng gây hại cũng như là chuột cũng bị tiêu diệt đồng thời là nước lũ về như thế thì nó sẽ tạo một sinh kế mới cho bà con đó là đánh bắt thủy sản trong mùa nước lũ và khi lũ rút thì sẽ tạo được cái thu nhập Hiện tại mực nước đo được tại quyền Tân Hưng là 257 cm, cao hơn đỉnh lũ năm 2021 là 55 cm. Nước lũ dây nhiều, không chỉ mang theo các loại sản vật giúp người dân có thêm thu nhập, mà đây còn là cơ hội để đồng ruộng được ngâm lũ, tháo chua rửa phèn, độc tố thuốc trừ sâu, cắt đứt cầu nối lây truyền bệnh và dạ nhất là đồng ruộng sẽ được bồi đắp phù sa màu mỡ. Nông dân nơi đây đang rất hy vọng sẽ có được vụ lúa đông xuân 2022-2023 đạt thắng lợi. Khu vực châu Á sẽ tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu ngày càng ảm đạm. Đây là nhận định được Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của mình. Báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán tăng trưởng của khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ ở mức 4% trong năm 2022 và 4,3% vào năm 2023. Mặc dù những con số này đều dưới mức trung bình của khu vực trong hai thập niên qua, song vẫn cao hơn so với dự báo triển vọng kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone và Mỹ. Cụ thể, nền kinh tế đầu tàu khu vực là Trung Quốc có thể phục hồi và đạt mức tăng trưởng 3,2% trong năm nay, trước khi tăng tốc lên 4,4% vào năm 2023 trong trường hợp các chính sách phòng dịch nghiêm ngặt được nới lỏng. Trong khi đó, Đông Nam Á sẽ có một năm khởi sắc trong bối cảnh Việt Nam đang như mình trở thành trung tâm của các nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong khi Philippines, Indonesia, Malaysia có thể sẽ đạt tốc độ tăng trưởng từ 4 đến 6%. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của các nước Nam Á như Sri Lanka và Bangladesh vẫn mờ mịt do tác động của khủng hoảng kinh tế cũng như giá cả leo thang khiến cản trở đà phục hồi hậu Covid-19. Nhằm đối phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã yêu cầu tạo điều kiện để ba nhà máy điện hạt nhân còn lại tại nước này tiếp tục hoạt động đến giữa tháng 4 năm sau. Trong bức thư gửi tới các bộ trưởng trong nội các, Thủ tướng Olaf Scholz nêu rõ, chính phủ sẽ sớm tạo điều kiện pháp lý để cho phép ba nhà máy điện hạt nhân có thể duy trì hoạt động qua ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Ông Olaf Scholz cho biết sẽ sử dụng quyền ban hành chỉ thị của Thủ tướng để xúc tiến kế hoạch trên, yêu cầu các bộ kinh tế, môi trường và tài chính tạo cơ sở pháp lý để duy trì hoạt động của ba nhà máy điện hạt nhân. Các bộ liên quan hoàn tất soạn thảo các quy định và trình lên nội các sớm nhất có thể. Ngoài ra, nhà lãnh đạo này cũng yêu cầu các bộ phối hợp để đưa ra một dự luật tham vọng nhằm tăng hiệu quả năng lượng, xúc tiến lực hóa, thỏa thuận nhằm loại bỏ than đá vào năm 2030. Trước đó, Đức đã phải cân nhắc lại kế hoạch chấm dứt sử dụng năng lượng hạt nhân vào cuối năm nay do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine và giá năng lượng tăng cao. Chuẩn bị đón Olympic 2024, chính quyền thành phố Paris của Pháp đang triển khai các kế hoạch cải tạo, làm mới thành phố, trong đó có dự án lọc sạch nước sông Seine. Chính phủ Pháp đặt mục tiêu sông Seine sẽ đủ sạch để có thể tắm và bơi lội vào năm 2025. Sông Sen chảy qua Paris vẫn ở trong tình trạng ô nhiễm và người dân được khuyến cáo không nên bơi lội tại đây do nước sông có chứa nhiều vi khuẩn E.coli. Cách đây 4 năm, thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã quyết định sử dụng 1 tỷ euro cho kế hoạch làm sạch con sông, biến nơi này trở thành địa điểm mà người dân có thể đến tắm mát. Dự án đang đi vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến sông Sen sẽ được sử dụng để tổ chức một số sự kiện tại Thế vận hội 2024. Hiện chính quyền Paris đã cho mở rộng các lối đi bộ và bãi tắm tạm thời dọc bờ sông. Thành phố cũng đang hướng đến mục tiêu giảm thiểu hoàn toàn nước thải ô nhiễm bằng cách xây một bể chứa dung tích 46.000 m khối bên dưới khu vườn ở tả ngạn sông Sen. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người Hàn Quốc chọn ăn uống tại nhà nhiều hơn. Nhưng với những người bận rộn, việc tự chuẩn bị một bữa ăn lại là nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, thực phẩm sơ chế sẵn trở nên có ưu thế. Tại các siêu thị lớn ở thủ đô Seoul, những thực phẩm chế biến sẵn và đóng gói như thế này đều rất đắt hàng. Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Euromonitor International, các bữa ăn với thực phẩm sơ chế sẵn tại Hàn Quốc đang tăng dọt. Dự kiến doanh thu của mảng dịch vụ này sẽ vượt ngưỡng 36 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 năm tới. Các đồ từ thịt, cá, rau củ đều được sơ chế làm sạch sẵn, chỉ việc cho vào lò vi sóng. Tôi không cần phải đứng bếp quá lâu, đã nấu được một bữa ăn ngon lành cho cả nhà. Xu hướng tiêu dùng thực phẩm tại Hàn Quốc đang thay đổi nhanh chóng và đây người tiêu dùng đặt tiêu chí tiện lợi và có ích cho sức khỏe lên hàng đầu. Các sản phẩm đồ ăn sơ chế sẵn đang rất đắt hàng. Các chuyên gia đang dồn sự chú ý vào tiềm năng của thị trường thực phẩm sơ chế sẵn sau đại dịch Covid-19 như một cơ hội mới của ngành công nghiệp thực phẩm. Dù cho là bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.